Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người chết trên quốc lộ 20 đoạn qua huyện Định Quán. Chiều qua, đoàn công tác của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng đã đến hiện trường và thăm hỏi thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong. Sau khi kiểm tra hiện trường, ông Khuất Việt Hùng đã đến thăm chia buồn, động viên các gia đình nạn nhân và mong muốn các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ gia đình các nạn nhân. Cùng với đó, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã hỗ trợ tiền cho các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn.